Trước những tin đồn thất thiệt về việc Lê Thanh Minh Tùng, người tự nhận là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân, gài bẫy bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ lùm xùm liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, anh Minh Tùng đã đưa ra phản hồi. Liên quan đến lùm xùm ở Tịnh Thất Bồng Lai, một số người cho rằng bà Phương Hằng có thể bị gài bẫy, chụp mũ khi Lê Thanh Minh Tùng, người tự nhận là con ruột của ông Lê Tùng Vân, tố cáo những hành vi không đúng đắn của cha ruột. Một số ý kiến cho rằng nếu Minh Tùng đi xét nghiệm với ông Vân mà kết quả ADN không chứng minh cả hai là cha con thì danh tiếng của bà Phương Hằng sẽ bị ảnh hưởng. Trước những lời đồn đại này, Lê Thanh Minh Tùng tiếp tục lên tiếng để thể hiện mong muốn của bản thân khi yêu cầu xét nghiệm và khẳng định bản thân không hề gài bẫy bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, anh Minh Tùng đã nói rõ bản thân bắt đầu đăng tải các thông tin lên mạng xã hội và muốn đưa vụ việc này ra ánh sáng từ năm 2019 cho đến nay. Trong khi bà Nguyễn Phương Hằng chỉ mới tham gia vào câu chuyện này trong khoảng thời gian gần đây, cho nên không thể nói khi anh gài bẫy nữ CEO Đại Nam. Minh Tùng lập kênh YouTube với nội dung tố cáo ông Lê Tùng Vân từ năm 2019, hiện tại chuẩn bị kết thúc năm 2021, đến nay đã là 3 năm. Duy nhất một nội dung đăng tải trên kênh YouTube là tố cáo Lê Tùng Vân, cô Phương Hằng lên YouTube từ năm 2021. Quý vị xác định giúp tôi, cô Phương Hằng biết chuyện ông Lê Tùng Vân từ Minh Tùng hay Minh Tùng gài bẫy cô? Đồng thời anh cũng khẳng định mình sẽ chỉ đồng ý xét nghiệm ADN với ông Lê Tùng Vân nếu ông đưa ra tất cả những người trong Tịnh Thất Bồng Lai cùng xét nghiệm, hoặc ít nhất là 5 người trong danh sách 10 người mà bà Phương Hằng đã đưa ra trước đó. Cũng liên quan tới vấn đề này, trong buổi livestream tối ngày 30 tháng 10, bà Phương Hằng đã lên tiếng làm rõ vấn đề này. Em ấy, Lê Thanh Minh Tùng, đang muốn đi tìm sự thật. Chúng ta không thể nói em ấy gài bẫy, chụp mũ tôi được. Em ấy đâu có yêu cầu một mình em ấy thử ADN với ông Vân đâu mà nói em ấy gài bẫy. Hiện vụ việc lùm xùm liên quan đến Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang nhận được sự chú ý của nhiều người.